Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 21 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Trần Thuận có ý định tiến vào linh tuyền, Đỗ Thiên Hự vội vàng giải thích. Cửa hang động có một dấu phong ấn là sức mạnh từ 6 phương Mỗi phương đã cử đến một người có thực lực của thần cảnh để liên thù sắp đặt. Dù là cường giả thần cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phá được phong ấn của nơi này. Không chỉ vậy, xung quanh Động Linh Tuyền còn bố trí lực lượng binh lính với quy mô lớn, đã bố trí đóng quân cho 500 tinh binh dưới chướng của Tổng Tư lệnh Khu Tam Giác. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của ông, đã được trang bị các loại vũ khí hạng nặng như trực thăng, xe tăng. Nhóm lính đánh thuê cuồng phong hoàn toàn không thể bị được. Trần Thuận gật đầu, hắn vừa đến đã phát hiện phong ấn của nơi này. Quả thực xem như cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được thôi. Đây là so với trái đất mà nói, còn đặt trong vũ trụ thì nó chỉ là một phong ấn vô cùng bình thường. Dù cho hắn vẫn chỉ có tu vi trung kỳ thông thần, nhưng nếu như muốn phá bỏ phong ấn kiểu này, dù là thần cảnh lục phương liên thù sắp đặt, đối với Trần Thuận mà nói, cũng chỉ cần bỏ ra chút công sức thôi. 12 giờ đêm vừa điểm, đám người đỗ thiên hữu lấy tín vật tìm được trên người của Gian Chô và Lý Thành Huyền. Sáu đại tín vật cùng tập hợp một chỗ, phá giải phòng ấn. Mọi người lập tức nối đuôi nhau đi vào, Trần Thuận cũng không rớt lại phía sau, vừa nhấc chân đã bước vào trong động. Động này có hình dạng xoắn ốc hướng xuống, đám người Trần Thuận từ mặt đất đi xuống gần 100 mét mới đi đến đáy động. Dưới đáy đã bị khai phá từ lâu, bởi vì ở đây có linh tuyển nên linh khí tràn ngập, cả động không hề âm u ẩm thấp mà khí hậu bốn mùa ôn hòa như trốn bồng lai tiên cảnh các loại hoa và thực vật kỳ lạ quý hiếm đua nhau nở rộ như trốn thần tiên không chỉ vậy trần thuận còn nhìn thấy nơi này vậy mà có vô số dược liệu sinh trường cả hang động tràn ngập hương thơm của dược thảo xem ra nửa năm khởi động một lần cho võ sư của thế lực lục phương tu luyện nhưng vào những lúc khác những người này cũng không lãng phí trồng dược thảo ở nơi này đúng là tuyệt vời không chỉ tốc độ sinh trường một ngày có thể bằng mấy ngày ở ngoài, hơn nữa, một khi lớn lên, tất sẽ thành linh dược. Phong ấn ở đây cũng không hoàn toàn vì để ngăn chặn người ngoài làm ô nhiễm linh tuyển ở đây, mà còn để phong ấn linh khí trong động, không để dò gì ra ngoài. Linh tuyển trong động rất nhỏ, qua nửa năm tích lũy cũng chỉ cỡ chưa tới nửa cái ao. Nhóm người Đỗ Thiên Hữu thấy vậy, vui như mở cờ trong bụng. Lập tức không nề hà tiến lên, mỗi người một hướng đi đến bên linh tuyền. Bắt cháo chân ngồi xuống, vận công, bắt đầu hấp thụ linh khí hóa lòng ở đây, tiến hành tu luyện. Trần Thuận cũng tìm một hướng không có người, bắt cháo chân ngồi xuống, lỗ chân lông cả người Trần Thuận lập tức giãn ra, linh khí hóa lòng như kình thôn hồ phệ, bị Trần Thuận không ngừng ồ ạt hấp thu vào người theo các lỗ chân lông khắp cơ thể của hắn, sau đó lại tiến về hỗn độn châu trong cơ thể. Hỗn độn châu theo đó hấp thu toàn bộ sau đó, lực hỗn độn bắt đầu từng chút từng chút một từ hỗn độn châu trở về cơ thể của Trần Thuận. Trần Thuận thở ra một ngụm khí đục, trong mắt lóe lên tia sáng, cả người vô cùng sảng khoái. Hiệu quả này so với tụ linh đại trận của nhà họ thẩm còn công hiệu hơn gấp chục lần. Trần Thuận lập tức tiếp tục tu luyện nghiêm túc. Trần Thuận tu luyện gây ra tiếng động khá lớn. Sự hấp thu mãnh liệt linh tuyền đã kinh động những người khác. Nên biết rằng công pháp họ tu luyện là công pháp đỉnh cao trên trái đất. Còn chỉ có thể hấp thu từng chút, từng chút một linh tuyển ở đây. Cẩn thận từng chút mà luyện hóa. Trần Thuận thì như một bức tượng Phật, hoàn toàn không sợ bị phá vỡ. Rốt cuộc, thể chất của hắn cường tráng cỡ nào, công pháp tu luyện mạnh mẽ cỡ nào chứ. Trong đầu của mọi người đều không kìm được mà chấn động. Nhưng ngẫm lại, trạng thể thế này đa phần là nhất thời, kiên trì không được bao lâu. Sau đó, mọi người cũng không nghĩ ngợi tiếp, không quan tâm Trần Thuận nữa mau chóng toàn tâm toàn ý tiếp tục tu luyện. Nhưng đến trưa ngày thứ hai, mọi người lại trợn trừng mắt. Họ đã phát hiện ra điều bất thường. Bắt đầu từ lúc họ vào động linh tuyền đến giờ, cũng mới có 12 tiếng đồng hồ thôi. Vậy mà linh tuyền đã sắp cạn tới đây. Gần như đã sắp chạm đến giới hạn thấp nhất. Thế nhưng 6 con người sau khi tu luyện 7 ngày mới sẽ chạm đến giá trị giới hạn. Một khi mực linh tuyền chạm đến giá trị tới hạn này, tất cả mọi người sẽ không được hấp thu nữa phải đợi nửa năm để linh tuyền tiếp tục hồi phục như vậy thì mới có thể lấy không cạn dùng không kiệt sao lại vậy chứ mọi người nhất thời kinh ngạc sau đó họ rất nhanh đã khóa được mục tiêu nguồn cơn của tất cả chuyện này đều là do trần thuận đến tận giờ khác này linh khí mà trần thuận hấp thu vẫn ồ ạt như cũ trần thuận lại thở ra một ngụm khí đục trợn chừng hai mắt hắn đã phát giác được linh tuyền sắp cạn đáy bèn ngừng lại đã luyện hóa hơn phân nửa linh tuyền vi trung kỳ thông thần của trần thuận ít nhiều đã ổn định lại thậm chí còn có dấu hiệu âm thầm chuyển sang hậu kỳ thông thần nên biết rằng càng tu luyện về sau thì sẽ càng khó khăn trần thuận muốn đột phá cảnh giới lực hỗn độn cần thiết cũng sẽ càng nhiều thêm nghĩa là lượng linh khí đất trời cần hấp thu càng khổng lồ nửa ngày ở đây bằng với một tháng tụ linh đại trận của nhà họ thầm trời ạ à, hắn ta vậy mà lại hấp thu hết linh tuyền rồi đồng từ của đám người rô co rút lại Ngoài trừ kinh hãi, họ cũng tức giận ngút trời. Hành động này của Trần Thuận không nghi ngờ gì chính là đã cướp mất phần của bọn họ. Nên biết rằng chỉ với thời gian nửa ngày như vậy, họ đã cảm thấy Tu Vi có tiến triển. Nếu như kiên trì tiếp 7 ngày, không chừng Tu Vi có thể tăng một quãng, khoảng cách với thần cảnh càng gần thêm một bước. Trần Huynh, Huynh... Huynh như vậy cũng mãnh liệt quá rồi. Đỗ Thiên Hữu cũng hơi lắp bắp. Boro, Nha Thanh, Anki và sau đó là cả Avada đều nhìn trần thuận với vẻ không vui các hạ làm vậy thật sự là không phải phép lắm thì phải từ khi linh tuyền khu tam giác khởi động đến nay chưa từng có ai chiếm mất phần của người khác nếu như hôm nay các hạ không đưa ra được lời giải thích vậy thì chúng tôi sẽ không tha thứ đâu có vài người không ngừng nói dù trước đây trần thuận đã từng giết lý thành huyền và san chô họ vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ trần thuận tội lỗi đã phạm khiến cho người người tức giận ngay cả đỗ thiên hữu ngoại trừ kinh ngạc thì vẻ mặt cũng không vui vẻ lắm dựa vào bản lĩnh mỗi người thôi các người muốn giải thích cái gì sao trần thuận cười lạnh lùng còn đường tu hành vốn là nghịch thiên mà thành nào có chuyện công bằng đâu cơ duyên là dựa vào cướp đoạt chứ không phải là nhờ công bằng phân chia mà có hay cho câu dựa vào bản lĩnh mỗi người cậu không thuộc thế lực lục phương bọn ta không cụp đuôi làm người còn dám hung hăng như vậy avada à sau này Tuy biết rằng Trần Thuận đã giết Lý Thành Huyền và San Chô, nhưng rốt cuộc vì chưa từng nhìn thấy sự kinh khủng khi Trần Thuận ra tay huống hồ. Nơi này là khu tam giác, là địa bàn của bọn họ, sát ý trong mắt hắn càng đậm thêm. Hôm nay, nếu cậu không trả một cái giá xứng đáng, bù đủ cho bọn ta, vậy thì đừng trách bọn ta xuống tay không nể tình. Ôn quá! Trần Thuận lạnh lùng nói, không có bất kỳ lời dư thừa, đã tùy ý đánh ra một trường, có vẻ là một trường nhẹ hều tựa như tượng phật không có bất kỳ lực công kích nào bỗng nhiên avada cảm thấy như không tin vào mắt mình vậy lập tức mở ra cương khí hộ thể sau đó liên tiếp vỗ ra hai trường một luồng lại một luồng khí kình vô tận dữ dội không thể kiểm soát nhưng một trường ấy xuất hiện trong không trung avada vỗ liên tiếp mấy trường nhưng chẳng mảy may ngăn chặn được trường ấn kia cuối cùng trường ấn đè lên phía trên cương khí hộ thể của avada Cường khí hộ thể như viện đan cứng rắn kia của hắn ta trong nháy mắt như gương vỡ hóa thành vô số mảnh vụn sau đó biến mất trường ấn mà trần thuận đánh ra kia uy lực không giảm trực tiếp ấn lên trên ngực của hắn ta avada phun ra một ngụm máu tươi dưới sức mạnh của một trường này cả người bay ra ngoài ép lên trên vách động cả hang động chấn kinh tất cả đều run dày avada vậy mà lại dễ dàng bị một trường đánh bay mất có vẻ còn bị thương khá nặng những người khác dù đã sớm biết sự mạnh mẽ của trần thuận nhưng lại một lần nữa nhìn thấy loại chuyện một trường đánh bại đồng cấp này trong lòng của mọi người vẫn không kiềm được mà khiếp sợ dù sao thì bọn họ chỉ là nửa bước thần cảnh không phải là tông sư gì cả là những kẻ ngu ngốc mà thậm chí còn chưa đạt tới cấp tông sư chỉ thiếu một bước là có thể đứng trên đỉnh thế giới nhưng đối mặt với trần thuận họ vậy mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không được trần thuận thật sự là nửa bước thần cảnh sao? Nếu như mọi người không cảm nhận được loại khí thế của cường giả thần cảnh trên người của Trần Thuận, thật sự sẽ tưởng Trần Thuận là thần cảnh. Các người còn có ý kiến không? Một trường đánh bay Avada, Trần Thuận không hề bất ngờ. Sau đó, hắn nhìn mọi người xung quanh, tựa như một vị đế vương đang khinh bỉ dân thường trong thiên hạ, cất tiếng hỏi. Lần này, mọi người không hề ho he. Thấy mọi người không lên tiếng, Trần Thuận một lần nữa đi đến linh tuyển, Đỗ Thiên Hữu thấy hành động này của Trần Thuận, sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng nói. Trần Huynh, Huynh đã hấp thu nhiều linh tuyển như vậy, phần còn lại này Huynh tuyệt đối không thể động đến nữa. Trần Thuận đã hấp thu tất cả linh tuyển, việc này vẫn chỉ là gây thù chuốc oán với những vị nửa bước thần cảnh khác. Chỉ cần sau này Trần Thuận ẩn nấp một chút, cố gắng không ra khỏi nước, cũng không đến nỗi khiến cho cường già thần cảnh đặc biệt đến giết hắn. Nhưng nếu như Trần Thuận thả mồi bắt bóng, hủy đi linh tuyển nơi này, Vậy thì dù thiên hạ rộng lớn nhưng Trần Thuận thật sự sẽ không còn trốn dung thân. Lúc đó không chỉ thế lực ngũ phương mà cả thần cảnh của gia tộc ẩn danh viêm hạ cũng sẽ ra tay với hắn. Chắc chắn Trần Thuận sẽ chết. Yên tâm tôi sẽ không phá hủy linh tuyền ở nơi này. Trần Thuận cất tiếng nói. Hắn đã định nơi này sẽ là tài sản riêng của mình. Đợi đến khi hắn đạt được thần hải cảnh, Trần Thuận sẽ dùng cách thông thiên để di chuyển linh tuyền về đến viêm hạ cho những người thân cận nhất với hắn tu luyện tất nhiên đỗ thiên hữu không hiểu ý của trần thuận chỉ tưởng rằng tuy ở nơi này của bọn họ trần thuận tỏ ra hung hăng nhưng rốt cuộc vẫn là thần cảnh đáng sợ biết chừng mực vậy thì tốt avada ở một bên sau khi lại phun ra một ngụm máu có lẫn mảnh nội tạng lúc này mới lại đứng lên ánh mắt nhìn trần thuận vô cùng ngoan độc có điều từ nhỏ đã lớn lên nơi hỗn loạn như khu tam giác avada hiểu rõ co được giãn được mới có thể sống được càng lâu hiển nhiên hắn ta không phải là đối thủ của trần thuận sau khi avada bỏ dậy cũng không nói bất kỳ lời độc ác nào đi ra ngoài đã chẳng còn linh tuyền để hấp thu nữa boro nha thanh kỳ, ba người cũng nối đuôi nhau ra ngoài chuẩn bị rời xa nơi này nhất là nha thanh vô cùng hiểu rõ rằng lần này trần thuận chết chắc rồi hắn ta và avada đều là thủ hạ dưới trướng của tổng tư lệnh khu tam giác Bình thường hai người luôn luôn ganh nhau. Avada bị bẽ mặt. Đương nhiên nhà thành mừng còn không kịp. Nhưng Trần Thuận dám làm Avada bị thương tại khu tam giác. Vậy thì chính là đang bà vào mặt của Tổng Tư lệnh. Với người lòng dạ hẹp hòi như Tổng Tư lệnh, tất nhiên sẽ không tha cho Trần Thuận. Đỗ Thiên Hữu thấy Trần Thuận vậy mà còn dạo quanh linh tuyển, chẳng có mày may ý định rời đi, khẽ cao mày. Trần Huynh, tôi nghĩ Huynh nên mau chóng rời khỏi khu tam giác đi. Sa Khun, tổng tư lệnh khu tam giác là cường giả thần cảnh lão luyện, biệt danh là cánh tay của thần, nức tiếng cả châu Á, lại lòng dạ hẹp hòi, huynh đánh Avana bị thương, giống như là đã vào vào mặt của ông ta vậy. Hơn nữa, hậu bối của Lý Thành Huyền và San Chô không đến thì thôi, nếu đến vậy thì hầu hết đều là thần cảnh ra tay, huynh ở lại đây quá nguy hiểm. Đỗ Thiên Hữu vội vàng lên tiếng, Trần Thuận rất mạnh, hắn ta vẫn muốn lôi kéo Trần Thuận, Cường giả như vậy dù không thể phục vụ cho mình nhưng nếu có thể kết giao để hắn nợ ân tình của mình sau này cũng sẽ có ích lợi với hắn ta. Mấy huynh đệ kia của hắn đều có tài năng thiên phú tỷ lệ ủng hộ hắn trong gia tộc không chiếm ưu thế. Nhưng sau khi Trần Thuận nghe xong lời của Đỗ Thiên Hữu lại nói tôi vô cùng cảm tạ lời nhắc nhở của cậu nhưng tôi không sợ thần cảnh. Sau khi nói xong Trần Thuận lại bắt chéo chân ngồi xuống bên ao linh tuyền Có điều lần này hắn không phải là vì để lần nữa hấp thu linh tuyền mà là để thông qua thần niệm của trung kỳ thần cảnh tìm kiếm bao phủ cả hang động đồng thời không ngừng tìm kiếm dọc theo linh tuyền xuống dưới đi thẳng xuống gần 200 trăm mét để tìm kiếm trần thuận vẫn không thu được gì trần thuận không kiềm chế được thở dài hơi thất vọng xem ra nơi này gần như không sinh ra linh thai nhưng ngay khi trần thuận đang thất vọng đột nhiên hắn lại cảm nhận được một sự chuyển động của sinh mệnh sao cơ mắt của trần thuận sáng lên hô hấp nhẹ nhàng dồn dập tuy nhiên sự chuyển động vừa nãy của sinh mệnh chỉ là thoáng qua trong chốc lát như là ảo giác nhưng trần thuận đã đạt đến cảnh giới cấp độ này sao có thể vô duyên vô cớ mà sinh ra ảo giác chứ trong lòng trần thuận khẽ biến thần niệm toàn lực tìm kiếm sâu xuống nhưng lại tiến sâu hơn trăm mét cũng không có phát hiện ra điều gì trần thuận suy nghĩ một chốc trong lòng khẽ biến sau đó trần thuận duỗi tay nắm lấy khoảng trống lập tức trong tay Trần Thuận xuất hiện vô số viên đan dược đang tỏa hương thơm nồng nàn. Tất cả đều là hoàn dương đan, bồi nguyên đan, tụ khí đan, cấp đơn giản mà hắn từng luyện chế, còn có mấy viên cố thể đan, dưỡng khí đan vân vân, cao cấp mà Lục Phi Dương chuyển giao. Trong chớp mắt, những viên đan dược này xuất hiện, Đỗ Thiên Hữu vẫn luôn luôn ở một bên, chưa đi bỗng hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt nóng bỏng nhìn trên tay của Trần Thuận là bồi nguyên đan, tụ khí đan, dưỡng khí đan, còn có một loại đan dược mà hắn không biết, có điều việc này không cản trở hắn, thông qua hương thơm màu sắc để phán đoán rằng tất cả đều là đan dược chất lượng cao. Điều mấu chốt là số lượng còn nhiều như vậy, trên người của Trần Thuận sao lại có nhiều đan dược cao cấp như vậy, dù là một trong những người kế thừa chính thống của gia tộc ẩn danh nhà họ Đỗ như hắn, số đan dược đạt đến cấp độ chất lượng cao như trên người cũng chỉ chưa đến 10 viên. Sau đó đỗ thiên hữu lại nhìn thấy một màn khiến hắn ta càng chấn động hơn trần thuận vậy mà lại giống như không tiếc tiền tùy tiện ném vô số những viên đan dược chất lượng cao này vào linh tuyền hắn định làm gì vậy phá của thì cũng không phải là phá như vậy chứ lúc này đỗ thiên hữu chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến nỗi gần như không thể hô hấp rốt cuộc trần thuận là ai đây trong gia tộc ẩn danh tuyệt đối không có người như hắn thực lực mạnh hơn đỗ thiên hữu hắn còn có thể lý giải rằng Thiên phú của Trần Thuận thật sự đáng gờm đến cực điểm. Không có sự trợ giúp về gia thế cấp độ gia tộc ẩn danh cũng có thể tu luyện đến trình độ này. Nhưng gia thế của hắn làm sao thâm sâu như mình, điều này không thể bình thường. Nên biết rằng, người có thể luyện ra đan dược chất lượng cao ngoại trừ mấy vị ở dược các gia thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi năm đa phần đan dược cao cấp tuần ra từ dược các đều bị các gia tộc ẩn danh độc chiếm chỉ có một phần vô cùng ít ỏi được truyền tới những thế gia như viêm hạ kia. Lẽ nào Trần Thuận là truyền nhân của một trong những y tiên ẩn thế kia sao? Nếu là vậy, vậy giá trị của Trần Thuận còn lớn mạnh hơn thực lực đơn thuần, lớn mạnh hơn nhiều. Tất nhiên, Trần Thuận không biết trong đầu của Đỗ Thiên Hữu đã xoay truyền nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ làm muốn dùng những thứ này để câu linh thai lên mà thôi. Nhưng lúc Trần Thuận vừa ném đan dược chất lượng cao vào, chỉ gây ra chút xíu động tĩnh mà thôi khiến cho trần thuận lần nữa cảm nhận được một chút chuyển động của sinh mệnh mà linh thai truyền đến sau đó lại biến mất đứa nhóc này thật láu cá trần thuận không nhìn được mà nói thầm sau đó lại duỗi tay nắm lại một gốc nhân sâm chỉ còn phân nửa xuất hiện trong tay của trần thuận chính là nhân sâm mà lần đó trần thuận lấy được từ giang nam hiện giờ còn dư lại một nửa sau đó trần thuận lại ném nhân sâm ngàn năm còn dư lại phân nửa và linh tuyền lập tức sinh mệnh kia chuyển động càng nhanh liệt hơn lần trước sau đó lại yên tĩnh ý cười trên mặt của trần thuận từ từ đậm hơn sau đó trần thuận không ngừng Quang ra một số đồ vật ném vào linh tuyền đây đều là một vài bảo vật quý hiếm mà hắn đề trong hỗn độn châu đỗ thiên hữu ở bên cạnh lúc này hoàn toàn câm nín cứ như vậy nhìn trần thuận ném từng bảo vật quý hiếm vào linh tuyền đồng thời hắn cũng đã nhận ra trần thuận có trang bị chữ vật có thể lấy ra nhiều bảo vật quý hiếm như vậy còn có trang bị chữ vật đỗ thiên hữu càng thấy chắc chắn rằng trần thuận gần như chính là hậu duệ hoặc người kế vị nào đó của mấy vị y tiên ẩn thế cuối cùng đến khi trần thuận đã ném hết bảo vật quý hiếm trên người từ đầu đến cuối linh thai vẫn không xuất hiện có điều chuyển động của sinh mệnh càng lúc càng mãnh liệt trần thuận đã cảm nhận được linh thai trốn ở đâu có điều trần thuận không cưỡng ép bắt nó ra linh thái rất có linh tính ngay cả trần thuận cũng không thể nắm chắc có thể thành công tuyệt đối một khi bất thành linh thái bị kinh sợ sau khi bị đánh động nếu muốn bắt nó lần nữa sẽ rất khó huống hồ trần thuận không hề muốn cưỡng ép bắt nhốt linh thái cuối cùng trần thuận quét mắt nhìn xung quanh những loại thảo dược mà thế lực lục phương trồng trọt kia nhưng rốt cuộc trần thuận vẫn không động đến chúng những dược liệu đó vẫn chưa hóa thành linh dược hái thì cũng không dùng được không bằng giữ lại để chúng sinh trường đàng hoàng, sau này sẽ dùng đến. Sau đó, Trần Thuận lại nhìn sang Đỗ Thiên Hữu vẫn chưa rời đi, lúc này đã kinh ngạc đến đơ người. Không biết trên người của Đỗ Huynh nếu như có bảo vật hoặc là đan dược nào có tràn gặp linh khí, có thể cho tôi mượn dùng không? Tôi hứa sẽ trả lại Huynh gấp đôi. Đỗ Thiên Hữu bất ngờ. Thực ra trên người quả thật là có, nhưng đối với hắn mà nói đều có tác dụng lớn. Có điều nếu như Trần Thuận đã có lời, Đỗ Thiên Hữu chép miệng nói. Chỗ tôi có 6 viên đàn dược loại cực phẩm, 10 viên loại thượng phẩm, 12 viên loại trung phẩm, cùng với hai cây hoa sen tuyết 200 năm tuổi, một cây nấm bảy màu 300 năm tuổi, một cây nấm linh chi 500 năm tuổi. Mặc dù Đỗ Thiên Hữu có trang bị lưu trữ, nhưng thật ra đồ lấy ra phần lớn là ở trên người của anh ta. Trần Thuận không những thực lực cường đại, càng có khả năng sau lưng còn có bối cảnh y tiên, thật đáng để Đỗ Thiên Hữu hợp tác. Hướng chi nếu như Tổng tư lệnh khu tam giác Thủ thần Sakun biết Trần Thuận là chuyến nhân của Y Tiên, chắc chắn cũng không có khả năng xuống tay. Chỉ gặp Đỗ Thiên Hữu duy nhất một lần, vậy mà đã lấy ra nhiều báu vật lâu năm như vậy. Có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Trần Thuận. Phải biết rằng, Trần Thuận gặp được hậu nhân cuối cùng của gia tộc ẩn danh Lục Phi Dương, trên mình cũng chỉ có vài bình đan dược loại thượng hạng mà thôi. Cảm ơn Đỗ Huynh, ân tình này Trần Thuận tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Thuận không khách khí nhận lấy đồ của Đỗ Thiên Hữu mà giới làm chủ lời nói là thật. Lời hứa của Trần Thuận thật có giá trị. Chính là lúc này Đỗ Thiên Hữu không nghĩ đến hắn muốn lôi kéo Trần Thuận trong một ngày không xa thế nhưng lại trực tiếp cải thiện vận mệnh của hắn. Sau khi Trần Thuận tiếp nhận đồ của Đỗ Thiên Hữu lúc này lại không vội vàng cầm đồ ném vào trong linh tuyền lại một lần nữa ngồi xuống giơ đầu ngón tay ra. Từ đầu ngón tay của Trần Thuận một sợi tơ màu xám chảy ra hướng vào trong linh tuyền từ xa nhìn lại trần thuận giống như là đang thả câu nhưng thực tế cái sợi màu xám đó sau khi tự tiến vào linh tuyền bắt đầu uốn lượn cuốn lấy nhau đan xen vào nhau ở trong linh tuyền tụ lại thành một mạng lưới đỗ thiên hữu chứng kiến một màn như vậy trong lòng càng thêm kinh hãi hành động của trần thuận chính là hắn muốn làm ra điều đó cũng vô cùng tốn công tốn sức phải làm từ từ và thật cẩn thận dù sao cái này đòi hỏi phải nắm trong tay chân nguyên chính xác đến từng chi tiết không khó để ngưng động chân nguyên thành sợi thành sợi dài cả trăm mét cũng không phải là làm không được nhưng sau đó muốn cô động từ sợi tạo thành lưới một chút không chú ý sẽ bị đứt việc sắp thành lại hỏng nhưng mà trần thuận làm vô cùng ung dung thoải mái làm xong tất cả những việc này trần thuận lại một lần nữa đem số đan dược và linh dược của đỗ thiên hữu ném vào trong linh tuyền Lúc Trần Thuận ném cây linh chi 500 năm cuối cùng vào bên trong linh tuyền linh thài cuối cùng cũng không chịu được nữa. Đột nhiên xuất hiện bên trong linh tuyền một đôi tay nhỏ bé nhặt lên những đan dược cực phẩm, tưởng rằng đường đậu bình thường, nhét hết vào trong miệng, chẹp 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 ăn hết. Trên khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra vẻ mặt vô cùng thích thú, sau khi ăn xong lại nhặt một nửa cây nhân sâm nghìn năm, cắn một miếng, giống như ăn một món ngon nhất trên đời vậy. Trần Thuận cứ như vậy mà yên lặng nhìn nó. Sau đó Linh Thai lúc này mới nhớ đến xung quanh còn có hai người làm cho nó có cảm giác bị uy hiếp nhất là Trần Thuận. Linh Thai lập tức xoay người nhìn Trần Thuận vẻ mặt đầy cảnh giác. Trần Thuận lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đừng sợ, tất cả những thứ này chuẩn bị cho nhóc, tiếp tục ăn đi. Sau khi Linh Thai nghe được những lời của Trần Thuận dường như đã thực sự tin lại cầm lên Linh Chi 500 năm bên cạnh lên ăn gặm một miếng biểu hiện trên mặt càng tỏ ra vẻ thích thú đồng thời đối với trần thuận hoàn toàn không có ý đề phòng nhưng mà ngay sau đó thân hình nhỏ bé của linh thai bỗng nhiên lóe lên mang theo hơn một nửa đan dược cùng linh chi muốn chạy trần thuận sớm đã có chuẩn bị lập tức thu lưới linh thai thấy vậy ánh mắt lộ vẻ khinh thường nó đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tấm lưới này có điều những thứ đồ này đối với cậu mà nói đều không có ảnh hưởng gì nhiều đây cũng là nguyên nhân nó dám tự tin ở chỗ này ở trong phạm vi linh tuyền nó có thể xuất quỷ nhập thần không có người nào có thể ngăn cản nhưng mà ngay sau đó linh thai ngây người nó nghĩ cậu có thể dễ dàng xuyên qua tấm lưới kia nhưng sau khi cái đầu của nó va vào tình huống trong dự đoán của nó không hề xuất hiện nó không thể qua lưới ngược lại đầu vừa va vào mắc vào lưới trần thuận thấy vậy miệng nở một nụ cười lớn linh thai hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua hành cung của hắn bên trong ma giới uông linh truyền kỳ càng có sự tồn tại của linh thai hắn đã dưỡng vô số năm làm sao có thể không hiểu biết thói quen của linh thai có điều linh thai này cũng thật là không giống bình thường vô cùng xảo quyệt nếu như không phải hắn lấy hỗn độn chi lực kết thành lưới thật cũng không dễ bắt được linh thai này người buông ta ra ngay tức khắc một trận sóng tinh thần truyền vào trong ý nghĩ của trần thuận linh thai này cũng không biết nói chuyện trần thuận cũng lấy thần niệm để truyền âm tiểu mập mạp Lẽ nào nhóc muốn cứ ở một nơi nhỏ bé như vậy sao? Nhìn thấy nhiều đan dược bậc thấp như vậy đều coi là bảo vật sao? Có liên quan gì tới ngươi chứ? Người mau thả ta ra đi. Linh thài tinh thần dao động hết sức mãnh liệt. Trần Thuận nói, nhóc cứ muốn ở chỗ này như vậy. Cho dù nhóc được sinh ra từ linh khí của trời đất, cũng không thể sống mãi được đâu. Một khi linh tuyền này khô cạn, cuối cùng nhóc cũng sẽ trở về giữa đất trời. Nếu như nhóc đồng ý cùng ta đi, ta có thể đảm bảo để cho nhóc mãi mãi tồn tại hơn nữa những đan dược này dược liệu này làm cho trở thành đồ ăn vặt của nhóc ngày ngày có thể tùy ý ăn sau khi nghe những lời ấy linh thai hơi ngạc nhiên giống như trong lòng đã có dao động nhưng ngay lập tức lại một lần nữa tiếp tục dãy giụa đứng lên hùng ác nhìn về phía trần thuận nói thả ta ra nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay trần thuận khóe miệng tươi cười tiểu linh thai này thật là có chút thú vị trần thuận tiếp tục dẫn dắt từng bước nói nhóc xem nhóc ở đây mỗi một mình cô đơn biết bao nếu như nhóc đi cùng ta sau này ta sẽ đưa nhóc đi làm quen với đồng loại khác để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống hơn nữa nhà ta còn có một cô gái nhỏ giống nhóc đến lúc đó ta giới thiệu cho hai người quen biết nhau trần thuận lại một lần nữa dùng thần niệm truyền âm nói cùng lúc đó trần thuận dùng thần niệm vẽ mấy bức họa truyền cho linh thai này trong đó bên trong có vũ trụ một thế giới tuyệt vời, có những ánh đèn lấp lánh với các phố hiện đại trên trái đất. Đặc biệt, còn có cung điện ma thuật, bức vẽ bên trong linh tuyển đó là một linh thai linh nhi. Linh thai đó trong ma cung của Trần Thuận, Trần Thuận đặt cho nó một cái tên là Linh Nhi, là một cô gái nhỏ rất trong sáng và đáng yêu. Trần Thuận luôn coi cô như con gái của mình mà cưng chiều, viên thuốc thần thánh trong mắt người ngoài, Trần Thuận lại coi như những đồ ăn vặt cho cô ăn. Tiểu Mập mạp vẻ mặt ban đầu kiêu ngạo, cho dù anh có dụ dỗ nó như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không có dao động. Nhưng mà bây giờ đây, sau khi Trần Thuận truyền đến bức họa tiểu mập mạp tâm trạng không còn ổn định cho lắm. Nhất là sau khi nhìn đến bức họa Linh Nhi, nó đã dao động rồi. Từ khi nó sinh ra đến nay, nó luôn luôn cô đơn. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi, tuy rằng chỉ là hình ảnh trong tâm trí, tiểu mập mạp cũng không kìm nổi xúc động. Thế nào, có muốn đi cùng ta không? Trần Thuận lại một lần nữa chuyển âm nói. Một giọng nói hấp dẫn lôi cuốn, hắn càng hy vọng có thể làm cho linh thai này chủ động đi cùng mình tiểu mập mạp do dự một hồi hoài nghi nhìn trần thuận nói anh sẽ không làm bất cứ điều gì không có lợi đối với tôi đấy chứ trần thuận lắc lắc đầu tò vẻ không làm tiểu mập mạp do dự một lúc lúc này mới đồng ý nói được rồi vậy anh phải bảo đảm nhất định phải giới thiệu cô ấy cho tôi còn nữa các loại linh đan rượu dược cho tôi làm đồ ăn vặt trần thuận nghe xong thì cảm thấy buồn cười sau đó lại truyền âm tuyệt đối không vấn đề vậy anh thả tôi ra đi tôi đi cùng anh nói xong tiểu mập mạp còn tỏ vẻ đã chịu đựng rất nhiều trần thuận gật đầu sau đó đem hỗn độn chi lực tạo thành lưới ngưng lại mở ra một lỗ hồng thấy tình huống như vậy tiểu mập mạp vẻ mặt đầy vui mừng thoát một cái thân hình nhỏ bé lập tức biến mất tại chỗ theo cái lỗ hồng đó nhảy thoát ra ngoài sau đó hướng về phía trần thuận ra trang mặt quỷ thẻ đầu lưỡi đến nỗi còn xoay xoay người lại hướng về phía Trần Thuận lắc lắc cái mông, vô cùng kiêu ngạo nói. Xem tuổi xương của anh cũng chỉ mới sống khoảng hai mươi mấy, mấy năm, còn muốn dùng những hình ảnh giả tạo này để lừa tôi. Không có cửa đâu, tôi đã sống mấy chục năm nay, bàn về tuổi tác, anh lại gọi tôi... Tiểu mập mạp một mặt nói, mặt khác muốn chui xuống dưới linh tuyền Nhưng mà lời nói của nó còn chưa nói xong, nó sợ hãi phát hiện ra, chính mình thế nhưng lại một lần nữa mắc vào tấm lưới, lại một lần nữa bị bắt lại xong. Nó quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trần Thuận vẫn như cũ nở một nụ cười ôn hòa trên mặt. Không biết tại sao, tiểu mập mạp cả người tự nhiên run lên, lập tức giơ hai tay nhỏ bé lên. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi tin anh rồi. Đỗ Thiên Hữu nhìn nhóc mập mạp như thần Cupid của Phương Đông đột nhiên xuất hiện, sau đó lại bị Trần Thuận giữ lại thì ngây ra tại chỗ. Trần Huynh, đây là... Ngoài ngạc nhiên ra, Đỗ Thiên Hữu cũng rất tò mò. Nhóc mập mạp này có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Hơn nữa, toàn thân còn toát ra linh khí rất rõ, giống như được linh khí biến thành. Sau khi thỏa thuận với nhóc mập mạp xong, Trần Thuận nhét hắn vào trong hỗn độn châu. Trần Thuận đã từng thử, sinh vật sống không thể nào vào hỗn độn châu, bây giờ chỉ có vật thể đã chết vào được trong đó. Nhưng nhóc mập mạp này không phải là sinh vật thật, mà là một linh thể, có thể vào trong hỗn độn châu. Trong hỗn độn châu là một thế giới hỗn độn hoang vu, trần thuận còn đang nghĩ nhóc mập mạp là một linh thể hoàn toàn được sinh ra từ linh khí của đất trời không biết vào trong hỗn độn châu có khiến thế giới hỗn độn hoang vu trong đó có thay đổi gì không có thể dẫn dụ được nhóc mập mạp ra những viên đan dược và bảo bối thiên tài mà đỗ thiên hữu cho trần thuận mượn đóng vai trò rất quan trọng vì vậy sau khi nghe đỗ thiên hữu hỏi trần thuận không hề che giấu nhóc mập mạp vừa nãy là một linh thể được sinh ra từ linh khí của đất trời dưới sự nuôi dưỡng của linh tuyền linh thể sao? Đỗ Thiên Hữu đã có một vài suy đoán trong đầu. Sau khi nghe những lời Trần Thuận nói thì trong lòng lập tức gợn sóng. Hắn chỉ mới thấy linh vật sinh ra từ linh khí của đất trời trong ghi chép của sách cổ. Không ngờ hôm nay là có thể nhìn thấy ở trong thế giới thực. Trần Thuận thực sự bắt được linh thể sao? Rốt cuộc anh có thân phận gì? Đỗ Thiên Hữu ngày càng nghi ngờ. May mắn thay hắn ở lại hắn có thể cảm nhận được sau khi mình lấy những bảo vật thiên tài đó ra và giúp đỡ trần thuận thì trần thuận mới thực sự coi hắn như một người bạn trước đó vì hắn đối xử với trần thuận tương đối khách sáo nên trần thuận cũng đáp lại hắn một cách lịch sự mà thôi chuyện hôm nay trời biết đất biết anh biết tôi biết hy vọng đỗ huynh đừng tiết lộ cho ai trần thuận nói linh thài cho dù là trong vũ trụ cũng rất hiếm thấy nếu chuyện này bị truyền đi thì trần thuận sẽ gặp rắc rối mặc dù anh không sợ ai dù là thần cảnh một người tới anh giết một người hai người tới anh cũng có thể giết cả đôi nhưng không sợ giặc trộm mà sợ giặc luôn luôn mong có cuối cùng thì vẫn gặp rắc rối hơn nữa mặc dù thực lực bây giờ của trần thuận rất mạnh anh đã gần đạt tới tu vi giai đoạn sau của thông thần nhưng khi thực lực hồi phục nhiều hơn trần thuận càng có cảm giác mơ hồ khiến anh cảm thấy sợ hãi lo lắng trần thuận không biết chính xác cảm giác kinh hoàng này đến từ đâu nhưng anh biết ít nhất trước khi bước chân vào thần hải cảnh anh không phải là một kẻ bất khả chiến bại trên trái đất mặc dù không sợ đạn bom nhưng chí ít đối mặt với vũ khí hạt nhân thì bây giờ anh chỉ có một con đường chết đỗ thiên hữu tôi hôm nay ở đây xin thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai nếu vi phạm thì cả đời không được bước chân vào thần cảnh đỗ thiên hữu rất quyết đoán lập tức thề thốt Lời thề này được coi là cực độc đối với những thiên tài có hy vọng bước vào thần cảnh. Trần Thuận cười nói, không cần như thế đâu. Nhưng trong thâm tâm, anh đã rất coi trọng Đỗ Thiên Hữu. Sau này nếu như Đỗ Huynh có cần gì thì cứ nói, chỗ nào giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Cả vũ trụ đều biết mà chủ thời này có ơn tất báo. Nhưng đồng thời, Trần Thuận cũng phân rất rõ ân oán. Có ân báo ân, có thù báo thù. Cho dù là mục đích gì thì hôm nay Đỗ Thiên Hữu đã giúp hắn sau này sẽ trả lại. Có được lời hứa của Trần Huynh là vinh hạnh của tôi. Đỗ Thiên Hữu cười nói, sau đó lại vội vàng nói. Trần Huynh, khu tam giác không phải là nơi có thể ở lại lâu, lần này chúng ta cùng nhau trở về viêm hạ đi. Trần Thuận cũng không từ chối. Đúng lúc anh có thể hỏi Đỗ Thiên Hữu về gia tộc ẩn danh. Mười gia tộc hàng đầu ở Thượng Tinh không biết nhiều về gia tộc ẩn danh. Thông tin có thể cung cấp cho Trần Thuận có hạn. Trần Thuận cũng không biết nhiều về gia tộc ẩn danh sau đó trần thuận và đỗ thiên hữu cùng nhau rời khỏi hang linh tuyền nhưng sau khi ra khỏi hang điều đỗ thiên hữu không muốn thấy nhất vẫn xảy ra tổng tư lệnh của khu tam giác cường già thần cảnh bàn tay của thần sakun xuất hiện trần thuận cuối cùng anh cũng ra rồi tôi còn tưởng anh sẽ trốn trong đó mãi chứ thấy trần thuận đi ra avada lập tức nói không còn dáng vẻ lần đi trong tuyệt vọng sau khi bị trần thuận đánh bay dù giận mà không dám nói ra nữa nhà thành cũng đang ở ngoài hang nhìn trần thuận với vẻ mặt phức tạp không thể không nói trần thuận rất mạnh nhà Thành ngưỡng mộ cường giả nhưng nếu như trần thuận dám xúc phạm đến tôn nghiêm của khu tam giác thì chỉ có con đường chết trần thuận không thèm để ý đến avada cũng phớt lờ ánh mắt của nhà thanh anh nhìn ông già đang đứng trước mặt hai người ông lão cũng đang nhìn trần thuận sau đó dùng giọng viêm hạ lưu lát nói không tệ là một hạt giống tốt cậu là trần thuận có phải không tôi nghe nói cậu không phải là người của gia tộc ẩn danh ở viêm hạ thế nào có hứng thú bái tôi làm sư phụ không sa khun vừa nói xong tất cả mọi người đều im lặng đừng nói là avada và nha thanh ngay cả đỗ thiên hữu cũng sững sờ hắn còn đang nghĩ sa khun tới để giết trần thuận dù sao trần thuận đã đánh người của ông ta bị thương ở chính địa bàn của ông ta làm nhục mặt khô tam giác nhưng hắn không ngờ sa khun lại muốn nhận trần thuận làm đồ đệ đây là điều Đỗ Thiên Hữu không ngờ tới. Avada và Nha Thanh lại càng không ngờ tới. Họ đã theo Sakun mấy chục năm. Cả đời Sakun chưa nhận đồ đệ bao giờ. Hai người họ đều có tài năng siêu phàm đã tu luyện tới thần cảnh nửa bước. Mặc dù Sakun chỉ cho bọn họ không ít, nhưng bọn họ cũng chỉ có thực lực vô danh mà thôi. Đều là cánh tay phải của Sakun là thuộc hạ của ông ta. Nhưng bây giờ Sakun lại muốn nhận Trần Thuận làm đồ đệ. Sao có thể như thế được chứ? tài năng của cậu rất tốt chỉ cần cậu chịu bái tôi làm sư phụ thì tôi có thể dạy cậu tất cả những gì tôi học được trong đời này đồng thời cố gắng giúp cậu bước vào thần cảnh trong thời gian ngắn nhất hơn nữa đời này tôi chỉ có một người con trai nó không có thiên phú với võ thuật cũng không có hứng thú không muốn tiếp nhận thiên hạ mà tôi đã gây dựng tương lai cả khu tam giác này sẽ là của cậu những đội quân dưới quyền tôi cũng đều là của cậu thế nào Đừng thấy diện mạo tôi bình thường, cháu gái tôi như hoa như ngọc đấy. Nếu như hai người gặp nhau, tôi còn có thể gả cháu gái tôi cho cậu. Thế nào? Sa Khun lần lượt đưa ra điều kiện. Mỗi một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Cho đến khi Sa Khun nói rằng ông sẵn sàng gả cháu gái của mình cho Trần Thuận thì cuối cùng Đỗ Thiên Hữu cũng có phản ứng. Sa Khun đang nghiêm túc. Rất nhiều người trong giới võ thuật châu Á đều biết Sa Khun có thủ tất báo, làm người cũng tàn bạo. Nhưng ông có một cháu gái vô cùng xinh đẹp, Ông cực kỳ chiều chuộng. Con lần một cường già thần cảnh ở Trung Đông dám nhạo báng cháu gái của ông, Sakun đã chiến đấu suốt một ngày một đêm với hắn, đánh trọng thương người đó. Nếu như không phải người đó bị thương và dùng bí pháp bổn nguyên để chạy trốn, thì lúc đó đã bị Sakun giết chết hắn. Trận chiến đó có thể nói là đã gây chấn động khắp Đông Á. Đó cũng là trận chiến khiến cho bàn tay của thần nổi tiếng khắp châu Á. Cháu gái của Sakun cũng nổi tiếng vì chuyện này nhưng không còn ai dám có bất cứ suy nghĩ gì hay thiếu tôn trọng cháu gái của ông nữa. Bây giờ Sakun nói như vậy, cho dù có điều kiện Trần Thuận và cháu gái ông gặp nhau nếu hợp ý thì cũng đủ để nói lên thái độ của Sakun. Đỗ Thiên Hữu không khỏi nhìn sang Trần Thuận, Trần Thuận sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Avada và Nha Thanh cũng nhìn chằm chằm Trần Thuận. Sakun cũng nhìn Trần Thuận với vẻ hứng thú. Dù sao nếu là người bình thường thì đều biết nên lựa chọn như thế nào một khi đồng ý với sakun bằng lòng bái ông ta làm thầy gần như có thể nói là một bước lên trời thực lực quyền thế người đẹp tất cả đều trong tầm tay khu tam giác này không ai quản lý sakun chính là vua ở nơi đây như vậy trong tương lai trần thuận cũng sẽ là vua địa vị không hề thua kém vua của các gia tộc ẩn danh viêm hạ nhưng ngoài dự đoán của mọi người trần thuận không hề kích động mà đồng ý như bọn họ tưởng tượng ngược lại còn cười khẩy muốn tôi bái ông làm sư phụ ông vẫn chưa đủ tư cách lời vừa nói ra không khí bỗng nhiên lại an tĩnh lần nữa avada cùng với nhà thanh suýt nữa thì trợn lác cả mắt trần thuận vậy mà vậy mà từ chối nội tâm của avada một trận cuồng hỉ lúc đầu hắn tưởng là trần thuận muốn trở thành thiếu soái hắn không có khả năng để lại có cơ hội báo thù nhưng mà trần thuận cũng dám từ chối tổng tư lệnh vậy hắn ta chết chắc Đỗ Thiên Hữu mặc dù ngạc nhiên Nhưng cũng trong dữ liệu Xem ra bối cảnh của Trần Thuận Hẳn là thật rất mạnh Nếu không, tuyệt đối không có khả năng như thế Quả quyết từ chối dứt khoát Một vị cường giả thần cảnh Cùng thế lực khổng lồ Nhưng Đỗ Thiên Hữu cảm giác Vẫn thấy hơi phát lạnh ở sông lưng Trần Thuận từ chối coi như xong đi Vậy mà cách từ chối như tát vào mặt của Sakun Đây chính là một vị thần cảnh đấy Hắn ta thật không sợ chết sao nhưng mà thái độ của Sakun lại một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người. Với Sakun kia có thủ tất báo, tính tình hỏa bạo dị thường. Theo lý mà nói, lúc nhìn thấy Trần Thuận vô lễ như vậy, vốn nên xé Trần Thuận thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng Sakun không có. Ngược lại là hơi hăng hái nói. Vậy cậu nói xem, ai mới có tư cách này chứ? Trần Thuận đứng chắp tay, ghẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt vàng phất xuyên thấu không gian phản chiếu ra một vài bức hình tượng. Trong mắt hiện lên một vòng tang thương sâu sắc. Hai đời làm người có tư cách làm sư phụ anh chỉ có người kia mà thôi. Anh như sao trồi đột nhiên quật khởi, chạm thánh từ, bắt thần nữ, trộm linh dược, diệt đại địch. Đạp trên thi cốt của kẻ địch này đến kẻ địch khác, từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng mà trong vũ trụ lại chưa có người biết Trần Thuận rốt cuộc học được từ đâu, chỉ có số ít người biết Cả đời Trần Thuận chỉ có một người thầy, đồng thời vẹn vẹn chỉ là nhà sư nhỏ luyện khí. Sau khi sư phụ qua đời, Trần Thuận chưa từng bái bất cứ ai làm thầy, cho dù sau khi Trần Thuận bộc lộ tài năng, rất nhiều đại năng muốn hợp tác làm việc trong đó, thậm chí không thiếu những đại năng, nhưng Trần Thuận hết thảy đều từ chối. Trong lòng hắn, sư phụ của hắn chỉ có một người duy nhất, đó chính là người nhặt hắn về, đồng thời nuôi dưỡng hắn. Toàn bộ tinh không không ai có thể qua thầy tôi. Giờ khắc này, giọng nói của Trần Thuận mang theo chút tang thương. Sa khun sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại là một đáp án như thế. Nhóc con, cậu đủ ngông cuồng, ngông cuồng mà tôi thích. Sa vẫn giữ thái độ khác thường như trước. Nhưng ông nội Lý Thành Huyễn cùng với sư phụ San Cho, hai người bạn bè lâu năm, đều liên hệ đến tôi, hy vọng tôi có thể ra tay, vặn đầu của cậu bọn họ coi như thiếu tôi một phần ân tình. Phải biết rằng lời hứa của thần cảnh là vô giá. Lời vừa nói ra, Đỗ Thiên Hữu lại mồ hôi đầy trán không ngừng ám chỉ Trần Thuận, nhưng mà Trần Thuận lại dường như không thấy. Cậu nếu là bái tôi làm thầy, tôi có thể bảo vệ cậu chu toàn, nhưng cậu nếu như từ chối, nhóc con, cậu biết có hậu quả gì không? Sắc mặt của Sa Khun từ từ chìm xuống, trên mặt của Trần Thuận lộ ra một dòng mỉa mai, cho dù hậu quả là gì thì tôi một kiếm là xong. Nhóc con, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, đó chính là tự phụ. Tự phụ sẽ mang đến tai nạn, họa sát thân đó. Sắc mặt của Sakun càng thêm khó coi, giọng nói cũng hơi lạnh lùng. Ông ta rất ngưỡng mộ Trần Thuận, nhưng Trần Thuận lại không coi ai ra gì như vậy. Quá ngạo mạn, quá tự phụ, chi chủ ma giới, việt thị chúng sinh. Trần Thuận không cùng với Sakun tranh luận vấn đề tự phụ hay không tự phụ, trong mắt lạnh lùng lấp lóe lạnh giọng nói hôm nay ông muốn ngăn tôi sao con mắt của sakun hơi nheo lại nếu như cậu không đồng ý bái tôi làm thầy vậy tôi phải cân nhắc đến sự hợp tác của tôi và bạn tôi cậu nếu giết con cháu của bọn họ trong khu tam giác tôi vẫn sẽ cho bọn họ một lời giải thích đã như vậy rồi vậy thì tới đi trần thuận quát lạnh một tiếng sau đó bước ra một bước cả người bay lên trên không hướng về nơi xa mà đi tới Đương nhiên, Trần Thuận cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là hắn lo lắng cùng với thần cảnh chiến đấu ở đây sẽ hủy hoại linh động này. Đây, những thứ mà hắn nhìn chằm chằm đã bị Trần Thuận coi là tài sản riêng, chưa nói đến linh thai còn ở trong tay hắn mà chiếm giữ linh xuân sẽ càng chính đáng. Tiểu tử, vậy thì để ta thử cậu một chút, cuối cùng có cuồng vọng vốn liếng hay không? Sạc Khôn cũng một tiếng quát lớn, sau đó thân hình biến mất tại chỗ giống như là đại bàng dương cánh xẹt qua chân trời hướng tới phía Trần Thuận. Giữ lại Avada, nhà thành cùng với Đỗ Thiên Hữu tại nguyên chỗ. Avada ánh mắt oán độc nhìn phương hướng tổng tư lệnh rời đi. Trần Thuận là thật đang tìm cách chết. Nhà thành anh nói xem Trần Thuận có thể kiên trì mấy chiêu của tổng tư lệnh đây. Avada hưng phấn hỏi vàng phất đã thấy Trần Thuận bị tổng tư lệnh một trường vỗ thành thịt nát. Nhà thành liếc mắt nhìn hắn, chí ít sẽ kiên trì lâu hơn anh. Anh... Avada chừng mắt, bị Trần Thuận một chiêu đánh bay đã thành sỉ nhục đời này của hắn. Mãi dừa không sạch. Avada không cùng với Nha Thanh nói chuyện nữa. Ngược lại là ánh mắt nhìn trọng trọng vào hướng Tổng Tư lệnh và Trần Thuận rời đi. Ánh mắt càng thêm oán độc. Trần Thuận nhất định phải chết. Vẫn phải chết đặc biệt thảm mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Đỗ Thiên Hữu đơn độc đứng một bên, cũng nhìn hướng hai người rời đi hận ánh mắt không thể nhìn xuyên thấu trùng điệp những trở ngại nhìn thấy tình hình cuối cùng đỗ thiên hữu cắn răng một cái chuẩn bị đón nhận thủ thần sa khun lừa giận theo tới nhìn hy vọng sa khun có thể nề mặt đỗ ra giữ cho trần thuận một mạng nhưng mà ngay lúc đỗ thiên hữu muốn hành động nơi xa hai thân ảnh lại một lần nữa từ xa xa mà đến gần trong mấy hơi thở vượt qua khoảng cách mấy trăm mét lần nữa về tới đây Sa sắc mặt như thường, Trần Thuận bình yên vô sự. Nhìn thấy Trần Thuận, vậy mà hoàn chỉnh trở về, xem ra không bị chút tổn thương nào cả. Abada xém chút thì xem trong mắt trợn lồi ra. Làm sao có thể chứ? Trần Thuận sao lại không chết? Với sự tàn bạo của Tổng Tư lệnh, coi như giữ cho Trần Thuận một cái mạng, cũng sẽ tuyệt đối sẽ đánh Trần Thuận như con chó chết. Giữ cho hắn ta hơi thở cuối cùng mới đúng. Tại sao lại như vậy? Chỉ là nhìn thấy sắc mặt của Tổng Tư lệnh giống như cũng không thật là tốt lắm. Avada không dám mở miệng. Đỗ Thiên Hiệu nhìn thấy Trần Thuận bình yên vô sự, rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trần Thuận lại thay đổi. Trần Thuận, thực lực cường đại, không chỉ có một quyền đánh bay nửa bước thần cảnh Avada, càng có thể ngưng khí kết lưới, bắt giữ linh thai, vô cùng thần bí. Hiện tại lại có thể từ trong tay của Sakun bình yên vô sự trở về trần thuận có thể đánh được sa kun hắn ta căn bản là không nghĩ tới vương diện này chỉ là nội tâm của đỗ thiên hữu càng thêm khẳng định bối cảnh của trần thuận quả nhiên khiến cho thần cảnh cường già sa kun này đều kiêng kỵ hoặc là nói nề tình chẳng lẽ trần thuận thật là ẩn thế của truyền nhân y tiên sao hắn ta không phải là gia tộc truyền nhân ẩn thế vậy thì cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể nói thông đỗ huynh chúng ta đi thôi sau khi trở về, Trần Thuận không trì hoãn, xông tới chỗ Đỗ Thiên Hữu nói. Đỗ Thiên Hữu gặp Sa Cun, không có ý định tiếp tục ngăn cản. Lúc này hành lễ với Sa Cun nói, vãn bối Đỗ Thiên Hữu cáo từ. Đối với thần cảnh cường giả nhất định phải giữ tôn trọng. Sa Cun nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó lại nhìn về phía Trần Thuận lên tiếng nói. Ta trước đó nói tới điều kiện, sau này vẫn có hiệu lực như cũ, Trần Thuận cười lạnh một tiếng không trả lời, dậm chân rời đi. Avada nhìn thấy Trần Thuận, vậy mà phách lối như thế, vậy mà an toàn rời đi như thế. Khuôn mặt chợt đỏ bừng, rốt cuộc, hắn nhịn không được nhìn về phía Sakun. Tổng tư lệnh, ngài cứ thả tên oát con kia đi như vậy sao? Sakun lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Avada, nếu là ngươi không thể có tấm lòng của một cường giả, đánh không lại người khác, muốn nhờ người khác đi giúp ngươi giải quyết kẻ thù cả đời này người cũng chỉ có thể dừng lại tại bước nửa thần cảnh sau khi nói xong sakun một lần nữa lách mình biến mất ngay tại chỗ khu tam giác trần trại cái này chính là khu tam giác của tổng tư lệnh nơi ở của thần sakun chính là một kho dự trữ vô cùng hiện đại những người có quan hệ thân cận với ông ta tất cả đều cư trú ở đây trong toàn bộ khu biệt thự ngôi biệt thự có địa thế cao nhất và kiến trúc đẹp nhất với kiểu hình tam giác là nơi ở của Sakun. Bên trong đại sảnh, Sakun ngồi trên ghế ngồi của mình. Một người phụ nữ 20 tuổi với vẻ đẹp kỳ lạ đang nhẹ nhàng nhấn vai ông. Ông nội, hôm nay Trần Thuận kia nói năng lỗ mãng như thế với người. Người sao lại đơn giản thả hắn đi như vậy? Vừa xoa, cô ta vừa lên tiếng hỏi. Sakun nhìn cô cháu gái mình yêu thương vô cùng ấy. Ông ta trêu chọc. Sao hả? Thiên Tuyết nhà chúng ta nghe ông nói muốn cho cháu nên duyên với cậu ta, rồi không nỡ để cậu ta đi sao? Ông nội, ông mà còn nói bừa nữa thì cháu không mát xa cho ông nữa đâu đấy. Thiên Tuyết nghe thấy thế, ánh mắt cô thoáng có vẻ ngượng quá hóa giận. Với lại sau này, không còn sự đồng ý của cháu, không ai được tùy tiện hứa hẹn chuyện kết duyên của cháu hết. Ông nội cũng không được, ý trung nhân của cháu nhất định phải là anh hùng cái thế. Thiên Tuyết vừa nói, ánh mắt cô ta vừa lộ ra vẻ khát khao. Thiên Tuyết à, đúng là anh hùng khiến cho người khác phải bội phục nhưng đại đa số anh hùng đều có kết cục thê thảm lắm kiêu hùng tốt hơn trước mặt cháu gái sakun hoàn toàn không còn vẻ bạo ngược hay lạnh lùng như lúc ở bên ngoài sau khi nói dứt lời trong mắt của sakun không còn toát lên vẻ thương tiếc ông ta cho rằng trần thuận là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí người thừa kế của mình tiếc là ông nội ông đừng có lái sang chuyện khác nữa chứ trước kia nếu như có người dám vô lễ như thế với ông thì đã bị mang đi làm mồi cho chó từ lâu rồi. Sao hôm nay ông lại tha cho anh ta một cách dễ dàng như thế chứ? Với lại, không phải hai người đi đánh nhau một trận sao? Sao anh ta lại không bị thương một chút nào thế? Thiên tuyết tiếp tục nói. Nghe thấy thế, Sakun không khỏi cười khổ. Ông ta nói, thằng nhóc đó rất kỳ quái. Sợ dĩ nó không bị thương là vì ông nội vốn chẳng đụng đến nó. Sao cơ? Thiên tuyết kinh ngạc. Ông nội của mình trở nên nhân từ như vậy từ khi nào đấy? Sa khôn mỉm cười rồi giơ tay vuốt ve đầu của cháu gái. Ông ta chẳng giải thích gì thêm nữa. Mà lại né tránh vấn đề này. Có điều mặc dù ông nội tha cho nó, nhưng có thể thoát ra khỏi khu tam giác này hay không thì phải xem tài năng của nó rồi. Có phải quốc gia của Lý Thành Huyền và San Chô, những người bị anh ta giết đã cho cao thủ thần cảnh đến khu tam giác giết Trần Thuận không? Thiên Tuyết tò mò. Sa khôn lắc đầu. Đám người đó làm gì ung dung tự tại được như ông nội. Vốn là nền tảng lập quốc, làm gì có chuyện nói đi là đi được kia chứ Chứ bằng không cũng không đến lượt ông ra tay Có điều bọn họ không thể tự mình đến đây Nhưng trong khu tam giác Cũng không phải chỉ có một mình ông giết được cậu ta Thiên tuyết lập tức hiểu ra ngay Trần Huynh Rốt cuộc Huynh và bác Sa Khun có đánh nhau không Trên đường đi Đỗ Thiên Hữu cũng không khỏi cảm thấy tò mò Hắn ta nhìn Trần Thuận Rồi cất tiếng hỏi Trần Thuận lắc đầu Với tầm nhìn của Trần Thuận Lúc nhìn thấy Sa Khun Trần Thuận đã nhận ra rồi Sakun bị nội thương. Hơn nữa còn là nội thương nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như không chữa khỏi nội thương... Thì tính mạng của Sakun sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều lắm thì cũng chỉ còn sống được 3-5 năm nữa thôi. Sau 3-5 năm nữa... Chắc chắn ông ta sẽ chết. Một khi Sakun ra tay bằng hết sức của mình... Vết thương của ông ta sẽ ác hóa. Tuổi thọ càng ngắn ngủi hơn. Trần Thuận có thể tùy tiện chém chết một Sakun như thế. Nhưng Trần Thuận lại không làm vậy. Nếu như Sakun chết đi chắc chắn khu tam giác sẽ trở nên hỗn loạn với tu vi hiện tại của mình trần thuận vẫn còn chưa lên đến thần hải cảnh vẫn còn chưa có cách dùng đại thần thông di chuyển linh tuyền đến nơi khác khu tam giác không thể loạn được vẫn phải để xa khun chấn giữ khu tam giác tiếp tục giữ gìn hiệp ước với năm thế lực khác khiến cho linh tuyền ở nơi này được duy trì như thế bởi vậy trần thuận mới bộc lộ ra khí thế mạnh mẽ đây là lần đầu tiên Sakun cảm thấy mình không chắc chắn có thể giết được một người nửa bước thần cảnh. Trong tình huống như thế này, Sakun không hề ra tay với Trần Thuận, mà Sakun muốn Trần Thuận nhận ông ta làm thầy, cũng là vì ông ta cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, muốn tìm một người thừa kế phù hợp. Rồi sau khi ông ta chết đi, người ấy vẫn có thể khống chế được khu tam giác, đồng thời bảo vệ người nhà của ông ta. Chắc chắn Trần Thuận là sự lựa chọn thích hợp nhất đây là lý do vì sao bình thường sakun luôn luôn bảo ngược nhưng lại đối xử nhân từ đối với trần thuận đỗ thiên hữu thấy trần thuận lắc đầu thì bèn không hỏi tiếp nữa hắn ta thức thời không hỏi nhiều vốn dĩ trần thuận định hỏi một vài chuyện liên quan đến các gia tộc ẩn danh nhưng mà trần thuận vẫn còn chưa hỏi gì hắn ta lại nhíu mày đỗ thiên hữu nhìn thấy thế trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ rồi mấy giây sau hắn ta lập tức nhíu mày lại đồng thời trong lòng cảm thấy sợ hãi không ngờ tinh lực của Trần Thuận vượt xa hắn, có thể cảm nhận được sự kỳ lạ sớm hơn mấy chục giây. Lính đánh thuê sao? Đỗ Thiên Hữu cắt tiếng hỏi. Trần Thuận gật đầu, một nhóm lính đánh thuê vây bọn họ. Nơi thần niệm của Trần Thuận quét đến, có thể nhìn thấy nơi đây có nhiều chi chít lính đánh thuê, được trang bị vũ trang đầy đủ. Thậm chí còn có cả xe tăng, chúng không ngừng đi về phía bọn họ. Thậm chí vào lúc ấy, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nổ trên bầu trời nữa. Trực thăng vũ trang sao? Vào lúc ấy, Đỗ Thiên Hữu thốt lên đầy sợ hãi. Lẽ nào là người của Sa Khun? Đỗ Thiên Hữu cảm thấy hơi sợ hãi. Có thể sử dụng vũ khí ở quy mô lớn như thế này trong khu tam giác. Ngoại trừ Sa Khun ra thì còn ai được nữa đây? Trần Thuận nghe thấy thế thì bèn khẽ như mày. Đây không phải là không thể nào. Có điều Trần Thuận lập tức phủ định ngay tình huống này. Sa Khun bị nổi thương nhưng sẽ không bộc lộ ra cho người ngoài biết. Trong tình huống như thế này, nếu như ông ta muốn giết Trần Thuận, cũng sẽ không tự mình ra tay, mà sẽ cử lính của ông ta đến. Chứ bằng không, trong mắt người ngoài, rõ ràng Sakun chỉ cần nhích đầu ngón tay thôi là có thể bóp chết Trần Thuận. Đã dễ dàng như bóp chết một con kiến, thế mà ông ta lại phái quân đội đến giết hắn. Cho dù quân đội có thể giết được cao thủ nửa bước thần cảnh, nhưng cũng vẫn phải trả giá. Đây hoàn toàn là hành động không cần thiết. Sakun càng bị nội thương thì càng không ra tay một cách tùy tiện ông ta càng muốn giấu diếm thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế. chắc hẳn không phải là sakun đâu. nhưng ta dù là ai hôm nay người dám đến kiếm chuyện với tôi thì chỉ có một con đường chết mà thôi. trần thuận lạnh giọng mà nói. trước đó hắn đã tiêu diệt cả một đội quân lính đánh thuê điên cuồng. dù gì thì đây cũng chỉ là một nhóm hơn một trăm tên mà thôi. quy mô không lớn. hôm nay trần thuận muốn thử tay nghề. anh đỗ anh rút đi trước đi. tránh để cho bản thân mình bị thương. trần thuận nói đỗ thiên hữu nghe thấy thế gương mặt hắn ta thoáng có vẻ do dự đến nhiều linh đan và thuốc quý hắn ta mang theo bên người cũng đã đưa cho trần thuận rồi có thể nói là đầu tư lớn cũng tốn không ít thời gian cho trần thuận đó là vì muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với hắn bây giờ hắn ta làm sao có thể lùi bước được chứ nếu đã như thế đối mặt với nguy hiểm lâm trận rút lui thì tất cả những nỗ lực trước đó đều uổng phí cả đỗ thiên hữu cắn răng mà nói tôi muốn ở cùng với anh trần cùng phối hợp với nhau dù gì Đỗ Thiên Hữu cũng đã đến thần cảnh. Đạn dược thông thường không thể phá tan cương khí hộ thể của hắn ta được. Chỉ cần hắn ta cẩn thận sử dụng thân pháp, không bị bao vây và bị đạn oanh tạc thì chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Thấy Đỗ Thiên Hữu kiên quyết như thế, Trần Thuận cũng không từ chối nữa. Chẳng bao lâu sau, sáu chiếc xe tăng xuất hiện trước mắt của Trần Thuận, gần 500 lính đánh thuê. Giữa không trung cũng có hai chiếc trực thăng đang bay lượn vòng quanh, Đến nơi này, sau khi xác định mục tiêu là đám người Trần Thuận, đối phương vốn không hề do dự. Sáu chiếc xe tăng lập tức nổ súng về phía Trần Thuận đang đứng. Chiếc trực thăng đang lượn trên bầu trời, lần lượt chia ra hai hướng, phun ra hàng loạt ngọn lửa. Viên đạn dài 10cm bắn với tốc độ nhanh giống hệt như không cần tiền vậy. Điên cuồng mà xà vào người của Trần Thuận. Mỗi chiếc một bên chặn đường lui của bọn Trần Thuận lại. Mỗi một viên đạn này còn có uy thế hơn cả đạn súng bắn tỉa cho dù là tông sư có mặt ở đây bị chúng một viên không chết thì cũng sẽ trọng thương dù là cao thủ nửa bước thần cảnh đối mặt với những viên đạn ấy sức uy hiếp cũng vô cùng lớn hướng hồ chi đạn còn bay dọc cả bầu trời ở vòng vây bên ngoài những binh sĩ tinh nhuệ tụ tập lại ai nấy đều được trang bị vũ trang đến tận chân răng rồi bao vây hai người trần thuận ai cũng cầm súng trong tay không ngừng phun ra lưỡi lửa đeo đạn tự hành và ống phóng rocket trên vai cũng lần lượt đi về phía đám người Trần Thuận đang đứng ngồi điên cuồng xả đạn. Nếu như nhìn từ trên trời xuống, nơi Trần Thuận và Đỗ Thiên Hữu đang đứng và ở giữa vòng vây, bốn bề đều chi chít đạn dược cùng với thuốc nổ, tất cả đều nhắm thẳng về phía bọn họ. Không những thế, ở phạm vi 10 mét xung quanh, lấy bọn họ làm trung tâm, bao gồm cả không trung, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Rõ ràng nhóm lính đánh thuê này đã có kinh nghiệm đối phó với cao thủ bảng thiên. Biết tốc độ của mấy tay cao thủ rất nhanh nhẹn, thậm chí còn có thể bay lên trời cao. Bởi thế, mọi con đường trong phạm vi lớn đều đã bị phong tỏa, khiến cho Trần Thuận và Đỗ Thiên Hữu chỉ có thể bị vây đánh bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ tiểu thuyết tiên hiệp giải kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại